Tiếp theo là giải 5. Giải 5 của chúng ta sẽ có là 8 xe lắc. Giải 4 là 6 cái bếp nướng. Giải 3 là 6 bộ nồi inox. Giải 2 là 4 quạt sạc. Giải nhất là 2 lò vi sóng. Và giải đặc biệt là một chiếc máy giặt đang hiện diện trên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Hôm nay mình tiếp tục mình đi mua sữa rồi mình bốc thăm của hãng Vita Dairy nè các bạn, coi thử kính trúng cái gì. Hôm nay thì mình được 5 phiếu nha. Thì không biết là có trúng được cái gì hay không. Thì mình đi mình bốc thăm rồi sẵn mình quay cho các bạn xem luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi nha. Lần này thì con gái của mình ở nhà bệnh rồi các bạn. Rồi bây giờ mình đã ra tới cửa hàng sữa Thảo Nguyên ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long nha các bạn. Hiện tại bây giờ là 2:40, đợi tới 3 giờ thì bốc thăm nha. Buổi chiều hôm nay thì cửa hàng sữa Thảo Nguyên tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng các giải này các bạn. Bây giờ mình đi quay các giải thưởng cho các bạn xem nha. Ở đây khách tới là đông luôn, hôm nay chắc khoảng gần 100 khách đó các bạn. Còn 20 phút nữa thì chương trình mới bắt đầu nha. Và bây giờ khách chắc khoảng 30-40 khách rồi. Khách còn đang tới các bạn. Mình quay sơ các giải thưởng cho các bạn xem nè. Bên đây giải 6. Giải 6 là bộ chén tô. Giải 5 là những cái chiếc xe cho em bé nè các bạn. Rồi. Giải 4 là bếp nướng. Rồi bên đó là giải 3 nha. Giải nhì là cái quạt. Còn giải nhất là giải nhất là lò vi sóng. Còn giải đặc biệt là cái máy giặt nha các bạn. Hiện tại shop sữa này là lớn nhất của huyện Phước Long và huyện Hồng Dân rồi các bạn. Để một tí nữa mình xem coi là mình có được giải gì hay không nha. Bây giờ đang giao lưu chương trình văn nghệ. Xin lưu ý một vài vấn đề như sau. Thứ nhất là trên tay quý vị sẽ cầm một lá phiếu và trong thùng phiếu sẽ bốc ra những lá phiếu tương ứng. Khi hồng ngọc đọc lên, thứ nhất là tên, thứ hai số điện thoại và quan trọng nhất là 6 số dãy số, đặc biệt dãy số trúng của chúng ta là 6 số màu đỏ đang hiện diện trên tờ vé của quý khách hàng. Nếu chúng ta trùng khớp tất cả những thông tin đó thì lá phiếu đó là lá phiếu hợp lệ và chúng ta nhanh chóng tiến về sân khấu để nhận lấy phần quà của mình. Nếu như sau 3 lần đọc mà vị khách hàng may mắn đó không có mặt tại đây thì Hồng Ngọc xin phép được hủy lá phiếu đó và chúng ta bốc lại lá phiếu khác. Chúng ta sẽ ưu tiên những vị khách hàng nào có phiếu và có mặt tại chương trình này ạ. Quý vị khách hàng chúng ta đã hiểu rõ về luật bốc thăm chưa ạ? Chúng ta quan trọng nhất là trùng khớp 6 số màu đỏ trên lá phiếu của quý vị và lá phiếu hồng ngọc trần trên đây. Rồi. Ở đây là thông tin thể lệ chương trình nha các bạn. Cơ cấu quà ngày hôm nay giải 6 sẽ là 10 bộ đồ ăn 9 món. Quý vị khách hàng chúng ta có thể nhìn lên sân khấu là tất cả những phần quà trên sân khấu ngày hôm nay sẽ thuộc về quý khách hàng, những quý khách hàng may mắn và trùng khớp những lá phiếu. Tiếp theo là giải 5. Giải 5 của chúng ta sẽ có là 8 xe lắc. Giải 4 là 6 cái bếp nướng. Giải 3 là 6 bộ nồi inox. Giải 2 là 4 quạt sạc. Giải nhất là 2 lò vi sóng. Và giải đặc biệt là một chiếc máy giặt đang hiện diện trên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Quý khách hàng thân mến, ở trên tay quý khách hàng là những lá phiếu thì có thể là một chút nữa Ngọc có thể đọc là có thể thiếu dấu hoặc là mờ dấu thì có thể là cái tên của chúng ta không trùng khớp lắm. Thì quan trọng nhất, lưu ý lại một lần nữa, chính là 6 số màu đỏ trên tay quý vị. 6 số màu đỏ trùng khớp thì lá phiếu nó sẽ là lá phiếu hợp lệ, được không ạ? Và bây giờ chúng ta đến với phần bốc thăm trúng thưởng được chưa ạ? Quý vị sẵn sàng chưa?
người đều sẵn sàng thì buổi bốc thăm trúng thưởng của chúng ta ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Thùng phiếu của chúng ta đâu rồi ạ? Có thể cho Hồng Hồng thấy thùng phiếu của mình được không ạ? Dạ vâng, thùng phiếu trên đây. Kính thưa quý vị, một chút nữa nhân viên bên Vitalary sẽ tiến về phía dưới và nhờ chính quý vị, chính quý khách hàng sẽ phát ra những lá phiếu trúng thưởng ngày hôm nay, nên là sự công bằng chắc chắn là 100%. Và một lưu ý nữa là tất cả quý khách hàng có phiếu trên tay sẽ có quà, nên là quý khách hàng cứ nán lại cùng với Hồng Ngọc, cùng với Vitalary và với Sơn Thảo Nguyên để có thể nhận được tất cả những phần quà mà mình có thể sở hữu. Và đầu tiên là giải sáo 10 bộ đồ ăn chính món. Chúng ta chia làm 2 lần, mỗi lần là 5 phiếu, 5 vị khách hàng may mắn. Dạ vâng, và Hồng Ngọc xin mời thùng phiếu tiến về phía quý khách hàng để chọn ra 5 vị khách hàng. Những lá phiếu đầu tiên đã xuất hiện và vị khách hàng may mắn đầu tiên sở hữu bộ đồ ăn chính món của chúng ta ngày hôm nay. Những phần quà này là đảm bảo trúng 100% nha các bạn. Những anh chị ngồi đây á là có cơ hội là trúng phần quà nha. Khi mà những anh chị vắng mặt mà không có ở đây á thì sẽ kêu lá thăm khác. Đây là 5 vị khách đầu tiên nhận giải 6 nha các bạn. Giải 6 này gồm 10 phần quà, chia làm 2 đợt bốc, mỗi đợt là bốc 5 thăm, là có 5 vị khách lên. Rồi bốc xong thì tiếp tục bốc 5 thăm nữa, chọn ra 5 vị khách may mắn tiếp theo. Không biết là giải 6 này mình có được cái phần quà nào hay không, các bạn nhớ theo dõi hết clip nha. Đây là lên nhận quà của đợt thứ 2 của giải 6 nè các bạn. Có anh này trúng được 2 phần quà một lượt luôn nè. Tại vì có tùy theo chúng ta phiếu nhiều thì chúng ta may mắn nhiều, chúng ta phiếu ít thì chúng ta may mắn ít. Chúng ta nuôi con ít thì chúng ta tốn tiền sữa ít. Còn mà phiếu nhiều thì nuôi con nhiều, tốn tiền sữa nhiều nha các bạn. Rồi chúng rồi, chúng rồi các bạn ơi. MC đọc ngay chân cái phiếu của mình luôn các bạn ơi. Mình đã có phần quà đầu tiên nha các bạn. Đây là giải 5, một chiếc xe lắc dành cho trẻ em nha. Xin mời chị Nguyên cũng như là đại diện Vitamin lên sân khấu trao phần quà này đến cho ba bất kỳ khách hàng may mắn đầu tiên. Dạ vâng, những chiếc xe lắc đang trao tận tay bất kỳ khách hàng cũng như là tình yêu thương chất lượng mà Vitamin cũng như Sốc Thảo Nguyên gửi đến những vị khách hàng luôn tin dùng, tin yêu Vitamin cũng như là Sốc Thảo Nguyên. Con đưa kia là con được không? Dạ. Lắc được không? Dạ. Gì? Dạ. Con thử con âm lên được không? Gì? Dạ. Xe này cái con thử con âm được không? Dạ. Được chứ. Trời, mấy người mấy nhiều nữ này leo lên bình thường. Dạ. Mà mấy người nhỏ con này. Chúng ta tiếp tục bốc ra 4 lá phiếu, còn lại 4 chiếc xe lắc thuộc về 4 cái hàng may mắn tiếp theo ạ. Chị Lam, mã số trúng thưởng là 017319. Bây giờ nhiêu món rồi? Bây giờ nhiêu món rồi? Còn món rồi. Dạ vâng, và chúng ta cùng nhìn về phía có 6 điểm và 150 điểm một ngày thật. Đặt rồi cho 3 món ạ. Một tràng pháo tay dành tặng cho 4 vị khách hàng may mắn của chúng ta. Dạ vâng, em xin chúc mừng khách hàng Bích Toàn, chị Hằng. Mã số trúng thưởng là 017473. Xin chúc mừng khách hàng Mỹ Duyên. Mã số trúng thưởng là 017390. Giải tư này là bếp nướng nha các bạn. Quá trời trúng giải luôn rồi. Được 6 cái bếp nướng. Giải thưởng càng ngày càng hấp dẫn các bạn. Giải thưởng càng ngày là giá trị nó càng gia tăng lên nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các bạn nhớ đón xem hết clip coi là mình có trúng được cái phần quà nào nữa hay không nha. Lần trước là mình trúng được 3 món nha các bạn, một chiếc xe đạp, một bộ ấm trà, một ấm đun siêu tốc nha. Và vị khách hàng may mắn đầu tiên sở hữu bộ đồ inox, xin chúc mừng chị tặng. Mã số trúng thưởng là 398811. Xin chúc mừng khách hàng chị Duyên. Mã số trúng thưởng là 017251. Số điện thoại cuối là 175. Anh nãy giờ sở hữu rất nhiều phiếu và phần thưởng nào thì mình cũng trúng, bởi vậy càng có nhiều phiếu thì tỷ lệ trúng càng cao. Xin chúc mừng khách hàng Chế Giàu. Mã số trúng thưởng là 017494. Dạ vâng, chị Giàu có ở đây rồi, em xin gọi đáp phiếu bây giờ. Tiếp theo xin chúc mừng chị Tuyên. Mã số trúng thưởng là 017362. Số điện thoại cuối là 784. Xin chúc mừng khách hàng chị Tuyên. Mã
số trúng thưởng là 017362. Và lần thứ ba xin chúc mừng chị Thuyên, mã số trúng thưởng là 017362. Em xin phép mình giao phiếu này ạ. Xin chúc mừng chị Út, mã số trúng thưởng là 017310. Số điện thoại cuối là 475. Hôm nay á thì chắc có nhiều anh chị đi làm á các bạn, bận công việc nên không đến được. MC đã bỏ qua rất là nhiều thâm luôn. Cửa hàng sữa Thảo Nguyên á thì bán rất nhiều các loại sữa của các công ty sữa, đặc biệt là các công ty sữa có hỗ trợ nhân viên đến cửa hàng tư vấn cho khách hàng rất là nhiệt tình. Nếu mà các bạn có dịp đi ngang cửa hàng, các bạn ghé vào, các bạn mua cũng được, không mua cũng được, hoặc là tham quan cũng được, các bạn cần tư vấn sản phẩm nào á thì cửa hàng hoặc là nhân viên của công ty sữa sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn để các bạn nắm được thông tin của cái loại sữa mà các bạn muốn sử dụng. Quý vị khách hàng thân mến, càng về sau thì giá trị giải thưởng của chúng ta càng lớn, nên quý vị cứ yên tâm, bình tĩnh và chúng ta chờ đợi nha. Và xin một lần nữa xin tất cảm ơn tất cả quý khách hàng đã dành chút thời gian đến đây để tham dự buổi bốc thăm trúng thưởng ngày hôm nay. Có mấy phiếu trúng là mừng rồi. Và chúng ta cùng mắt về máy ảnh để có một tấm hình lưu niệm thật đẹp ạ. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Dạ vâng. Giải thưởng là càng về sau là càng gây cấn rồi các bạn. Hiện tại là đây là giải nhì là 4 cây quạt nha các bạn. Đã có chủ nhân rồi nha. Cây quạt này là sạc xài pin. Và tiếp theo được mình chính là người may mắn sở hữu chiếc đầu tiên sống của chúng ta. Chỉ có 2 vị khách hàng may mắn nhất rồi. Và xin chúc mừng khách hàng chị Nguyên, mã số trúng thưởng là 398822. Chị Nguyên Valerie, thời gian tới sẽ tiếp tục Vinaleri sẽ là nhãn hàng quý vị luôn luôn ưu tiên lựa chọn và sử dụng. Chúng ta cùng nhìn về máy ảnh để có một tấm hình thật đẹp. Một trăm pháo tay thật lớn ạ. Cũng như ngày hôm nay, một phần lớn là nhờ quý khách hàng luôn luôn tin dùng Vinaleri cũng như là sức Thảo Nguyên, và bên cạnh đó là sự yêu thương của chị Nguyên dành cho Vinaleri để có được những buổi phóng thanh của ngày hôm nay. Vinaleri có một phần quà nho nhỏ là một chiếc bánh kem. Thay lời tri ân nữa. Xin mời chị lên, mã số trúng thưởng là
0107407. Và lần thứ ba xin chúc mừng chị lên mã số trúng thưởng là 0107407. Em xin phép hủy lá phiếu này và chúng ta bắt lại một lá phiếu khác rồi. Quên đi nha. Cũng như vậy con đưa hai bàn tay ra trước cho cô chú xem ha. Đưa thật cao hai bàn tay lên. Rồi, sẽ không cần bất kỳ một vật gì trên tay. Con có thể giới thiệu tên mình xíu được không nào? Rồi, bé Quốc An ạ. Rồi, để thôi, cô nhờ con bóc ra một lá phiếu thôi nha. Dạ vâng, bé đã bóc được một lá phiếu của ngày hôm nay. Ba số cuối của ngày hôm nay là 802. Ai có 802 không ạ? Dạ vâng, chỉ có một thắng tay duy nhất 802 của ngày hôm nay. Em xin mời chị Nguyên lên sân khấu được không ạ? Những lá phiếu như vậy nè, không trúng nè, thì chúng ta vô lãnh một bộ chén, phiếu là một bộ nha các bạn. Bây giờ phiếu đang đổi một bộ chén nha các bạn. Một phiếu là đổi được một cái hộp bộ chén giống vậy nè. Mọi người đang tiến hành đổi phiếu để lấy chén nha các bạn. Rồi ở đây mình 5 phiếu, rồi lãnh 5 bộ chén. Rồi chương trình bây giờ đã kết thúc rồi nha các bạn ơi. Đây là phần quà của mình nè, được một chiếc xe lắc cho em bé và 5 bộ chén. Ngoài những chương trình bốc thăm các giải thưởng lớn á các bạn, thì cửa hàng sữa Thảo Nguyên còn tổ chức chương trình tri ân khách hàng. Cứ mỗi 3 tháng đó thì cửa hàng sẽ tổ chức một lần để tri ân khách hàng đến mua sữa để tham quan luôn nha. Thì có nhiều phần quà giá trị thì mình quay sơ cho các bạn để tham khảo nè. Đây các bạn được một phiếu quay thưởng hoặc là bốc thăm trúng thưởng thì các bạn được nhận những cái phần quà sau nè, như là gấu bông cho bé hoặc là gói chim đầu các bạn đi xe được nè, rồi đồ chơi cho bé, rồi ly bình giữ nhiệt, ấm đun siêu tốc, bộ chén, rồi xe điều khiển. Các bạn mua hóa đơn 500k mà các bạn bốc được những phần quà này thì các bạn vẫn còn lời nhiều đó. Ở đây là shop sữa là lớn nhất nhì của huyện Hồng Dân và huyện Phước Long luôn các bạn. Đây là shop sữa rất lớn nha. Đây là cửa hàng rất lớn luôn các bạn ơi. Nếu mà các bạn ở xa mà các bạn không có đi đến trực tiếp các bạn bốc thăm á, thì shop sẽ hỗ trợ các bạn là gọi qua Zalo thì sẽ nhờ một đại diện quay trực tiếp cho các bạn xem luôn, để cho các bạn nhận cái phần quà. Cứ mỗi 3 tháng thì cửa hàng sữa sẽ tổ chức tri ân khách hàng một lần nha các bạn. Hôm nay có một số anh chị trúng nhiều phần quà lớn lắm các bạn. Đây là một số hình ảnh mình đưa lên cho các bạn tham khảo nè. Rồi bắt đầu mình cũng mua, mình cũng bốc thăm thử coi vận may của mình đi tới đâu nha các bạn. Coi không được quay lại. Quay em nè, rồi chút nữa quay chị luôn nha. Rồi. Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay thì
shop có chi ăn khách hàng thì mình cũng đến đây ủng hộ shop. Thì với 2 triệu thì để xem mình mua được mấy lon sữa và bóc được mấy lá thông, chúc phần quà gì nha. Một bộ ship hình. Gấu bông cá heo. Rồi lá thứ ba. Bộ chén 2 cái. Nồi luộc gà. Hên quá các bạn ơi. 4 lá thăm mà chúng 4 cái khác nhau luôn. Rồi bây giờ mình quay quà cho các bạn xem nha. Em kiếm rồi. Gấu bông cá heo cái gì đó. Chén. Mình đến bốc thăm nè các bạn, mình quay cho các bạn xem luôn nha. Thôi khách này có may mắn như mình hay không nha. Không rồi, bốc trong mình bỏ vô đây, mình đem vô trong mình thôi cái nha. Trời. Khách rất là đông luôn các bạn, khách đến đây rất là đông luôn, các bạn nhìn thấy xe nè. Đó, rồi, vô đây khách sẽ khui phần quà cho các bạn xem. Các bạn ở xa mà không đến được á thì shop cũng hỗ trợ quay trực tiếp cho các bạn luôn. Đơn 3 triệu thì các bạn sẽ được 5 phiếu. Ủa mẹ nhiều 6 phiếu hả? 6 phiếu. 6 phiếu. Đó là 6 phiếu thì chết. Sao chết luôn á. Có chén. Trời ơi có 2 cái. Rồi đó. Hợp hợp nha. Trời lạ trời. Cái con nhỏ. Thôi nghỉ hỏi. Một cái chậm, ok. Một cái chúng rất là nhiều phần quà luôn các bạn. Rồi. Còn miếng nữa đâu? Ở đây một cái cặp với một bộ ship hình và 4 bộ chén nha các bạn. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đây shop lại có rất nhiều sữa nè. Ngoài ra thì còn có các đủ mẫu xe điện, xe đồ chơi là từ loại rẻ tới loại cao nha. Có mỹ phẩm luôn các bạn. Dầu gội cho bé luôn.
Đây là shop sữa là chuyên kinh doanh về cho bé và mẹ bú sữa, mẹ bầu. Hai lon cao su hoặc là hai thùng sữa thì sẽ được một vòng quay may mắn. Rồi bây giờ khách bé mình nó là uống cái lon cao su game này nè. Rồi cho hai lon là mình được vòng quay may mắn. Thì mời bé ra, bé quay cho tôi nha. Rồi con đi ra con quay đi. Để coi bé chúng qua quà gì nghe, hôm nay là shop mình có rất là nhiều quà. Đây vòng quay đây nè con, vòng quay nè. Hai lon hoặc là hai thùng sữa. Con quay đi. Rồi 12 chúng xe được kìa. Rồi, tổng số này chỉ vô. Số 12. Hết ở chỗ mày. Rồi. 12 là một chiếc xe điều khiển nha các bạn. Kìa kìa. Mua này vẫn còn lời đấy các bạn, xe điều khiển là cũng 100 mấy rồi đó. Nè con. Con. Rồi. Rồi. Đây nè các bạn, hai hộp sữa rồi được một chiếc xe điều khiển nè. Đây là lời luôn nha. Con cầm nó đi, cha cầm này kéo ra, mạnh ra. Đó. Bây giờ lắp pin vô cho con gái chơi thử nha. Đây. Rồi nó dưới cọng dây, bây giờ để cha mở cho con nghe.